cho các bạn vì đã trở lại với một chiếc bánh trung thu mang đậm chất Hà Nội, một chiếc bánh trung thu nhân cốm. Không chỉ vậy, chúng tôi còn làm vỏ bằng bột mì nguyên cám rất là tốt cho sức khỏe. Để tiện lợi nhất trong quá trình làm bánh, xét nguyên liệu của chúng tớ đã có nhân sẵn cốm dừa đảm bảo mềm dẻo và không bị lại gạo. Nhân cốm về thì các bạn sẽ bảo quản ở nhiệt độ phòng, sau đó sẽ chia làm 6 phần bằng nhau và vo tròn. Nhân cốm dừa thì được chúng tớ làm hoàn toàn bằng cốm và dừa, không hề độn đậu xanh hay hạt sen nên vẫn giữ được hương thơm của cốm. Mỗi lần vo thì các bạn có thể bóp nhẹ để có thể nhân mềm và dễ vo hơn. Sau khi chia nhân xong thì chúng mình sẽ chuyển qua sang làm phần vỏ bánh. Đổ tất cả các nguyên liệu lỏng và khuấy đều, sau đó sẽ thêm bột yến mạch vào trước. Bởi vì bột yến mạch thì thường dễ bị vón, thế nên là chúng tớ sẽ trộn trước để hạn chế vỏ bánh về sau sẽ bị lợn cợn. Cuối cùng thì các bạn sẽ nhanh chóng trộn bột mì nguyên cám vào. Lưu ý là nên trộn nhanh tay, chỉ đến khi không còn bột khô thì sẽ dừng lại. Bởi vì bột mì nguyên cám rất là dễ bị chai, nếu mà các bạn không thao tác nhanh thì rất là khó để khắc phục. Các bạn sẽ chia bột thành 6 phần bằng nhau. Nếu như không có cân điện tử tại nhà thì các bạn có thể lăn dài phần bột và chia theo như cách của chúng mình. Hãy nhớ là luôn vo tròn phần nhân hay là phần vỏ thành hình tròn để có thể dễ thao tác hơn ở các bước tiếp theo. Vì vỏ bột nguyên cám dễ bị chai nên các bạn sẽ không cần nghỉ và sẽ tiến hành bọc bánh luôn với những thao tác ở trên như trong video. Hãy nhớ là vo thật kín phần bột vào phần nhân để không có khí lọt vào bên trong, để cho khi mà bánh nướng thì sẽ không bị phồng. Ấn bánh tạo hình thì cũng sẽ giống như các loại bánh truyền thống khác, luôn chống dính thật kỹ phần bánh vào khuôn, ấn dứt khoát giữ cả hai tay để bánh giữ được độ sắc nét nhất. Bánh sau khi ấn xong thì sẽ được nướng lần 1 từ 15 cho đến 20 phút tới khi bánh trở đục. Sau khi bánh nguội thì các bạn sẽ quét thêm một lớp lòng đỏ trứng thật là mỏng và sẽ nướng thêm từ 1 cho đến 2 lần nữa để bánh khô ráo hoàn toàn. Hiện tại set nguyên liệu bánh nguyên cám nên cốm dừa đã có mặt tại Big Kitchen. Đừng quên tải app Bimark để có những trải nghiệm với những set nguyên liệu mới nhất nhé.